TV thì hôm nay sự việc ra sao thì chú giới thiệu là chú tìm con gái chú, lý do đi tại sao chú nói cho bà con nghe. Dạ xin phép anh có thể anh giới thiệu là anh tên là gì và hiện nay mình đang sinh sống tại đâu anh? Tên Đoàn Văn Cường, sống tại chung cư nhà ở xã hội Định Hòa. Dạ anh có thể nói to không? Tên Đoàn Văn Cường, chưa ở chung cư nhà ở xã hội Định Hòa. Dạ, hôm nay anh cầm tấm hình một bé gái, phải không ạ? Dạ, bé gái. Dạ anh có thể nêu rõ lý do là bé gái đây là con của anh. À, đây là con gái thứ hai. Dạ, con gái thứ hai. À, con của anh là họ tên đầy đủ là gì và bé năm nay bao nhiêu tuổi anh? Đoàn Thị Thủy Tiên, 16 tuổi. Đoàn Thị Thủy Tiên, 16 tuổi. À, bé trước khi bỏ nhà mất tích là bé mất tích ở đâu anh? Mất tích ở tại nhà, ở chung cư nhà họ ở xã hội Định Hòa. Tại chung cư luôn. Dạ. Anh có thể chia sẻ cái câu chuyện mà bé tại sao bỏ nhà đi không? Thì bé thì nó có bạn bè nhưng mà mình thấy nó còn nhỏ quá, mình kêu nó từ từ nó có bạn bè, thấy nó còn nhỏ nên cho nó lớn lên tí nữa, nhưng mà giờ thì nó không biết nó có suy nghĩ sao mà giờ nó buồn quá, nó bỏ nhà nó đi, không biết nó nghe lời bạn bè hay là người ta dụ bắt cóc nó, giờ cũng chưa biết tin tức nó đâu. Dạ. Hiện nay thì gia đình mình đang lo sợ là không biết có phải bị bạn bè dụ đi hay không, nhưng mà hay là bị bắt cóc phải không anh? Dạ đúng rồi. Dạ. Bé bỏ nhà đi ngày mấy, tháng mấy, năm mấy anh? Đi ngày ngày 17. Năm đó kỳ. Ngày 17. Đi ngày 17. Rồi cái ngày 17 đó là bé đi với cô chú biết không? À, đi không biết, bởi mình đi làm không có nhà, tới bé ở nhà tự bé đi thôi, nhưng không biết là đi với ai. À, ở nhà là tự bé đi, nhưng mà cái lúc bé đi có đem gì không chú? Lúc bé đi thì đem quần áo với đồ nữ trang của mẹ nó sắm. Rồi, thì cái lúc bé đi á, chú ở nhà chú có để chú có thấy là bé hay điện thoại nó chuyện người lạ hay là hay nhắn tin? Thường xuyên sử dụng điện thoại rồi có thấy có đi với ai không hay là lúc đi ở nhà thì bé nó ở nhà không, mà bởi vì mình đi làm không có ở nhà, đi làm từ sáng tới tối mới về nên là không có biết là bé có tiếp xúc với ai không, không biết được, bởi vì không, chắc cũng bằng ngày cũng không có ở nhà. Dạ, thì trước đó là bé có biểu hiện gì không chú? Nói chung thì trước đó thì cũng, mẹ nó có gầy ra thì bé nó có hơi buồn, thành ra là không biết là bạn bè nó có xúi dục gì không, rồi nó nghe lời bạn bè hay không, rồi nó tự nó bỏ đi. À, có nghĩa là không biết là bạn bè có xúi dục hay là kêu đi đâu hay là xin việc nhẹ lương cao gì ở chỗ nào không? Cái đó thì cũng không biết, sợ là ví dụ như nó đi theo bạn bè cũng sao mà sợ tự dụ đi bắt cóc đi bán bên Campuchia này kia thì yeah. Không biết được tung tích. Thì đó là cái bây giờ thì thường xuyên thấy cũng có nhiều nhưng mà cũng chưa chắc. Thì chú thấy cái bé tiếp xúc với những bạn bè của bé á, là những người bạn đó là chú thấy là bạn đó, người bạn đó đó là ở còn đi học hay là làm công ty hay là người bạn nhìn nó khác người ta không? Nói chung thì mình không có, chưa được gặp người bạn đó của con gái, nhưng mà để biết là ba con gái nó có người bạn đó thôi, nhưng mà bị gì mình đi làm là bạn của người con gái lại chơi thì gặp ban ngày không à, mình đi làm tới tối mới gì ra là không có gặp được, chỉ có thấy được tin nhắn trong điện thoại thôi. Tin nhắn điện thoại nội dung là sao? À, ví dụ như nó nhắn, nó bạn bè nó nói chuyện qua lại vậy đó. Nói chuyện yêu đương này kia đó, mình thấy nó nhỏ tuổi quá, mình muốn ngăn cản nó để cho nó lớn trưởng thành cái, nhưng mà bây giờ nó yêu sớm quá thì lúc mà bạn bè nó nói nó ngon nó ngọt thì nó nghe lời nó đi, giờ nó bỏ nó đi. Trong thời gian vừa qua phải nói rất nhiều các bé gái bị dụ dỗ như thế này, không phải riêng một mình trường hợp con của anh. Sợ là dụ như theo bạn bè thì không sao, sợ nó dụ dỗ nó buôn bán qua bên kia thôi. Đúng rồi. Bây giờ là sợ nhất là nếu mà dụ dỗ bạn bè đi thì có thể một vài ngày bé sẽ quay về. Yeah. Nhưng mà sợ nhất là trong cái thời gian là bạn bè dụ đi, nhưng mà nếu mà gặp mà bạn bè xấu thì có thể là bé sẽ rơi vào rất nguy hiểm. Đúng rồi. Có thể là sẽ dính vào những các đường dây mua bán người, vào các trung tâm bác các môi giới, một là cà phê ôm trá hình. Yeah. Hoặc là bị buôn bán sang qua biên giới. Yeah. Thì phải nói là các anh em này giải cứu về phải nói là vô cùng khó khăn. Yeah. Trong thời gian vừa qua các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Bình Dương giải cứu về vô số rất nhiều người. Nhưng mà hiện nay thì cũng bị mang tiếng rất nhiều các trường hợp, nhiều lý do khác nhau, nhiều người hiểu lầm, nhiều người hiểu sai. Đó. Nếu như ai mà đã đến đây mà gặp và tiếp xúc đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Hải Bình Dương thì sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Yeah. Đúng không ạ? Là các anh em làm việc như thế nào. Còn nhiều cô chú, anh chị trên mạng, nhiều khi nhiều người chưa có hiểu được. Cứ nghĩ là các anh em giúp là phải tiền, phải bạc, phải thế nọ, phải thế kia. Nhưng mà anh em này giúp hoàn toàn giúp miễn phí 100%, không xin, không đòi hỏi. Cảm ơn. Đúng không ạ? Anh em nên giúp là miễn phí, người giàu cũng như người nghèo, người chạy xe hơi cũng như người gọi là đi bộ cũng như người bán vé số đó, chứ không phải là người giàu mà mình giúp mà người nghèo mình không giúp là hoàn toàn là sai, không đúng sự thật. Và các anh em đây cũng chưa bao giờ hỏi mà xin tiền của tất cả các trường hợp, các nạn nhân. Vì vậy cho nên là những video như thế này đăng tải lên Công Trần cùng với Thám Tử Đường Phố và anh Nguyễn Thanh Hải ở Bình Dương này đăng tải những thông tin này lên,
mong rằng cô chú anh chị trên cộng đồng mạng hiểu được cái câu chuyện này, không có nhắn tới nhắn lui, nếu muốn gì cứ gọi điện liên hệ trực tiếp, chứ không có nhắn tới nhắn lui là anh ơi cái trường hợp này giúp là bao nhiêu tiền. Chúng tôi là hoàn toàn chúng tôi giúp là miễn phí, chúng tôi không đòi hỏi ở đâu cả nhé, không đòi hỏi một trường hợp nào. Vì vậy cho nên hy vọng là các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng xem những video này, hãy chia sẻ lan tỏa để cho gia đình người thân của mình, bạn bè tránh những tình huống xấu xảy ra, có thể là phải nhờ đến đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Không ai mong muốn là phải cầm những tấm hình ở trên tay để về đây cầu cứu đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, nhưng mà đây là những trường hợp bất khả kháng, không mong muốn điều đó. Dạ, không may thì các bé hoặc là các gia đình các nạn nhân không may đã bị dụ dỗ, bị những vấn nạn gọi là xã hội hiện nay xảy ra vô cùng nhiều trên mạng xã hội, trên internet. Hy vọng là bé gái ở đâu thì bé sớm quay trở lại trở về đoàn tụ cùng gia đình, tránh tình huống xấu có thể xảy ra đối với bé cũng như sức khỏe, tình trạng sức tính mạng của mình. Anh còn điều gì anh muốn chia sẻ trên video này, hy vọng là con gái của anh xem được và thương cảm con gái anh sớm phản hồi cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương hoặc quay lại trở về đoàn tụ cùng gia đình. Mời anh. Nói như nhờ quý giáo của đội hiệp sĩ của Nguyễn Thanh Hải này chia lên cộng đồng mạng dừng gặp con gái ở đâu thì con gái anh có nói chuyện thẳng thắn đấy, quay về với gia đình cha mẹ rất mong mong những chuyện đừng có vượt quá tầm suy nghĩ của gia đình, mong con gái sớm quay về. Thực sự là rất đáng buồn. Không có cha mẹ là không thương con, nhưng mà con nhiều khi không hiểu được cái lỗi lầm của người cha người mẹ. Nhiều khi cha mẹ là la dày mục đích chính là cho các con lên người trưởng thành hơn, nhưng mà các con đôi khi không hiểu được. Nhiều khi các con là giận dỗi và bỏ nhà đi. Rất nhiều các bé đã bị mất tích, và đến khi đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải biết được thông tin là định bán qua biên giới đưa về trở về vô cùng khó khăn. Hiện nay có nhiều bé biết được thông tin nhưng không có cơ hội, không đưa được về vì tiếp cận được bé không phải là đến dễ dàng một chút nào. Nói cho anh chị bà con luôn, thì ở trên Facebook, trên mạng xã hội thì nó có một cái những thanh niên thường nhắn tin cho những cô gái hay trẻ xin cho nó làm chị ba, làm thành phố, làm lương cao. Thì sau khi mà nhắn tin được rồi thì chỗ nào quýnh xe tới rước, rồi rước xong á, rước xong anh chị bà con rước xong rồi đưa vô cái chỗ mà kêu bằng quán như massage, hay là đưa đó kêu hồi đó là kêu môi giới bà con, đặng luôn vô đó là ký giấy, rồi ký giấy là 5 triệu 10 triệu gì đó, xong á rồi vô đó làm được không được á thì kêu nhà tới rước, đem tiền tới chuột. Mới đây có một thông tin, một bé năm nay cũng ngoài tuổi 20 ở phía Bắc gọi điện về cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương, mục đích chính là muốn cứu giúp, bởi hiện nay thì bé đang báo tin là bé đang giáp Thái Lan đó. Thì hỏi tại sao thì bé nói là bé bị xin việc làm trên mạng, trên internet, và bị một số đối tượng lừa đảo dụ dỗ từ Thái Bình đi vô Sài Gòn để làm một công việc việc nhẹ lương cao tháng 10 triệu. Bé tin lời, vì vậy cho nên là đã có người đưa rước và bé tận nơi, và khi đến Sài Gòn ở thành phố Hồ Chí Minh thì bé được ngủ trong khách sạn và được ăn một hộp cơm và một chai nước. Vì vậy khi bé ăn xong và bé ngủ qua đêm là đến sáng ngày hôm sau bé phát hiện được là đang ở bên Thái Lan rồi, giáp Thái Lan rồi, Campuchia giáp Thái Lan. Đến khi bé thoát được ra thì bỏ trốn, nhưng mà đến khi anh em cũng không tiếp cận được vì bé sử dụng điện thoại không phải là không có mạng internet, cho nên là vì vậy cho nên giúp bé trở về rất khó. Mà gọi điện hỏi bé thì bé nói là gia đình thì mẹ mất, ba thì bị tâm thần, gia đình chỉ có một người thôi. Và đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương thì không phải là có kinh phí tự bỏ, cho nên không thể bỏ một số tiền rất lớn để giúp cứu bé trở về được. Đó thì hiện nay thì báo cho bé là ngày hôm sau bé trốn ở đâu đó liên hệ, nhưng mà hai ngày nay thì chưa thấy bé điện thoại liên hệ lại. Nên vì vậy thông tin rất bí ẩn, hiện nay chưa biết thế nào. Rồi quý anh chị bà con là biết tại sao mà các bé ra mà gặp mặt xong rồi bắt đầu đưa đi mà không biết không? Ra nó mà uống nước, ăn miếng cơm, rồi nó cho một chén suối, uống vô xong là chỉ có nằm là ngủ thôi, ngủ bắt đầu mở mắt dậy là một là Campuchia, hai nữa là nó xe bít bùng nó đưa đi. Điện thoại hay gì kia nó lấy hết, mà khi mà nằm ngủ rồi á là chưa chắc gì còn nguyên vẹn nữa. Cho nên là những video clip này mà mấy bé mà mới lớn coi được, nghe được mấy anh nói thì phải cẩn thận, phải khôn. Đó. Còn ba mẹ mà nghe được á thì phải về tuyên truyền lại cho con cái mình nghe, con mình biết để tránh những cái trường hợp sự việc đáng tiếc xảy ra. Những cái video này là video thực tế ở đời thường 100%, không dàn dựng, không đóng phim, không đóng kịch, video quay cận cảnh mà thực tế, quay tại rìa đường. Đó.
chứ không phải lồng ghép. Rất nhiều người không hiểu. Một đây là đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải là đây là dựng kịch, nhưng thực sự đây nó là thật 100%. Đó, đây là ngoài đường cô chú anh chị các bạn. Đó, đây là khung cảnh toàn bộ ngoài đường hết nha. Đây là quay thực tế chứ không phải là ảo. Nhiều người đây là cửa nhà nha. Không có dàn sông dàn cảnh, đây là thực tế đó. Anh có hy vọng là cái cuộc tìm kiếm này về nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải không? Lớn rồi. Cho bé quay sớm quay về với gia đình, đoàn tụ gia đình. Cảm ơn. Anh còn điều gì muốn chia sẻ trên video này nữa không ạ? Mời anh. Nhờ các hiệp sĩ giúp giùm. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Và chúc anh cùng với toàn thể gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn các hiệp sĩ đi làm việc mỗi lần thành công. Dạ. Rồi xin phép xin chào anh. Dạ.